xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hôm nay trong video này Nhân sẽ giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một lô đất. Nếu như Nhân đang đứng ở trên đường tỉnh lộ 9 cho chú chị. Nếu như cô chú anh chị mình chạy thẳng về cái hướng này á, là mình sẽ đi lên ngã ba Mỹ Hạnh, một hướng rẽ về thị trấn Đức Hòa, một hướng rẽ về Hóc Môn. Còn mình đi hướng ngược lại là sẽ gặp dòng xây ngã ba Gò Mối á. Thì dòng xe Gò Mối mình rẽ bên tay phải á, là mình đi về Hậu Nghĩa cũng như là mình đi về Củ Chi ha. Còn mình rẽ tay trái là đi xuống thị trấn Đức Hòa, đi về mấy tỉnh miền Tây. Từ vị trí này mà đi lên dự án cấp tài của sinh mình nó khoảng 1,5 cây số nha. Đang đi trên một cái con đường, đường này được đổ bê tông, đường này đường nhà nước cho chú chị. Tính từ ngoài đường tỉnh lộ 9 mà mình chạy vào tới trong lô đất của mình đó thì nó cũng khoảng tầm 600 mét nha. Trên cái đường đi vào thì Nhân thấy dân ở cũng khá là nhiều. Đa số người dân ở đây là gọi là dân kỳ cựu của chú chị, dân gốc á. Rồi mình rẽ vào khoảng chừng 50 mét là tới đất của mình. Bán đất dự án nó quen rồi chú chị. Đi ra ngoài đất nó rất là rẻ nhưng mà đi đứng nó ngán lắm. Để Nhân chờ cho anh cho đi qua cái. Cái đường của mình thể hiện trên sổ là 3 mét nha chú chị. Đường 3 mét, đường đất 3 mét. Trong này vẫn có người dân người ta ở rất là nhiều ha. Và cái lô đất của mình với cái diện tích là 1.4×30 đây, sẽ từ cái cột mốc này nè, xin lỗi lô bên đây mới đúng, từ cái cột mốc này nè mình qua tới cột mốc này là 4 mét, sâu vào 30 mét là đụng tới cái bờ tường đằng sau luôn, cái bờ tường hàng rào của cái nhà bên kia ha. 4×30, 120 m². Lô đất này thì bên anh chủ đang gửi Nhân bán với cái giá là 620 triệu nha chú chị. 620 triệu. Rồi nói chung là mình Nhân bán đất dự án á, riết là quen rồi. Bán đất ngoài cái bây giờ cái không biết nói gì luôn. Nói mình con đường này nó sẽ là đường thông đi vào khu dân cư. Rồi xong rồi cũng rẽ ra tỉnh lộ 9. Đất ở đây là đó bên mấy cái anh mà chủ đầu tư người ta mua một cục như nè. Mua nguyên mảnh này rồi xong người ta phân ra. Phân ra từng lô bán lại cho người dân. Nó 4×30. 120 m² mà có 600 mấy triệu. Quá rẻ. Nhưng mà nói chung được này mất kia chúng tôi chị. Rồi, cô chú chị mình ưng lô đất này thì quan trọng là mình chỉ có cái tầm tài chính nó khoảng bao nhiêu thôi đó. Thì cứ liên hệ trực tiếp với Nhân, rồi Nhân sẽ dẫn cho cô chú chị mình xuống mình tham quan thực tế lô đất nha. Còn mình thấy được ok nữa với giá cả thì cũng như vị trí đó. Thì về phần giá cả là Nhân sẽ cho mình gặp chính chủ, mình thương lượng giá với chủ nha. Bớt được bao nhiêu thì tốt bao nhiêu cho cô chú chị mình. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nhé.